Dạ, chào anh. Vâng, xin chào Tuấn Vũ. Dạ. Và... mời anh ngồi ha. Và nghe giọng là biết phương xa tới rồi anh hả? Vâng, cảm ơn ạ. Dạ. Chào buổi sáng anh nha. Và dạ. Trước tiên á là anh gửi lời chào đến cộng đồng. Và dạ. Và giới thiệu về anh cho cộng đồng được biết anh ha. Và dạ. Trước mắt là buổi sáng ra chúc Tuấn Vĩ ngày mới gọi là vui khỏe trẻ đẹp, mọi thứ tập viên mãn. Dạ. Xin chúc cộng đồng cô bác, cộng đồng bạn trong nước và ngoài nước một ngày là nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều cuộc sống tương lai tốt đẹp, may mắn ạ. Dạ. Và xin chào. Dạ, dạ vâng. Anh là tên gì và đến từ đâu anh hả? Và anh tên là Lê Văn Thuận ạ. À, anh Thuận. Và dạ. Sinh ngày mùng 10 tháng 8 năm 1968 ạ. 68. Và 68 năm nay vậy là 55 tuổi. 54. Và 54. 54 55 anh ha. Và dạ. Rồi anh Thuận thì đến từ đâu? Mà gọi là đến từ gọi là Thường Tín Hà Nội ạ. À, Thường Tín Hà Nội. Và dạ. À, dường như là anh vô chờ Tuấn Vĩ mấy ngày rồi phải không? Và đi dạ. Bay từ hôm thứ hai ạ. Dạ. Ừ. Rồi đúng ra đó là anh phải chờ em sắp xếp lịch và em cho cái hẹn thì anh tới nó đỡ vất vả cho anh hơn. Và dạ, chờ thứ hai mà hôm nay là thứ năm. Hôm nay thứ năm. Và 2, 3, 4, 5 trời ơi, đều tới 4 ngày rồi. Và đó cho nên là nếu sau này mà các cô chú khác đó là phải chờ Tuấn Vĩ cho cái hẹn thì đến nó đỡ mất thời gian cho đôi bên hơn. Và dạ. Thấy trước mắt đó là em thấy cái sự chân tình và sự quyết tâm của anh. Và thứ nhất là xa xôi này. Và thứ hai là tới đây rồi chờ 4 ngày thì để mà bày tỏ, rồi không biết hôm nay muốn bày tỏ điều gì đây. Và anh nói cho hết cái nỗi niềm của mình coi. Vâng, thì từ đồng là cũng vợ chồng ly hôn mấy năm rồi, cũng cái cô đơn buồn thì cũng muốn là lên vào đây để nhờ Tuấn Vĩ mát tay, cái nỗi yêu thương cho tìm được mảnh ghép để sống cùng nhau với đỡ cô đơn, để chăm nhau lúc tuổi cao ạ. À, và dạ. Rồi tạm thời đó là anh cởi cái kiến ra, anh Thuận cởi cái kiến ra chút xíu cho nó đỡ lùm chùm ha, cho nó đẹp và ha. Và rồi, để đó hồi quay trường quên nha. Và cũng có một số người là quên kiến rồi đó. Và dạ. Và rồi hôm nay anh vào đây là để bày tỏ đến một cô nào, hay là anh muốn giới thiệu về bản thân mình để kết nối người trên cộng đồng? Vâng, thường lòng là cũng xem kênh Vân Vĩ nhiều thì cũng thấy một người ở bên Gia Lâm là Nguyễn Sáu ấy, thì là cũng thấy cũng gần nhà thì cũng muốn là vào để nhờ Tuấn Vĩ kết nối cho Nguyễn Sáu ở Gia Lâm. À, là muốn bày tỏ với chị Sáu. Và chị Sáu ở Gia Lâm ha. Vâng ạ. Dạ. Vậy là anh Truyền à, anh Thuận thì cách đó bao xa? Tính nó vào tầm 20 cây ạ. À, khoảng 20 cây, cùng là người Hà Nội hết ha, người miền Bắc mình cả ha. Và nên nói dễ ha. Và dạ. Rồi anh quý mến chị Sáu qua những điểm nào anh có thể bày tỏ chút được không? Thì cũng muốn là thứ nhất là thấy cũng vì mình thích kinh doanh. Dạ. Thì là bên buôn bán, về ngày trước cũng buôn hàng vật liệu xây dựng mà cũng buôn kinh doanh các nơi, thì cũng muốn mà ai là có bên đấy có điều kiện là dụ mình về cùng làm cùng ăn thì là tốt nhất. Và vì là đã yêu thương nhau thì ở gần nhau, chăm nhau thì nó tốt hơn, chứ mỗi người lại mỗi nơi thì nó không hợp lắm. Yeah. Và vậy à. À, hiện tại đó thì là anh làm công việc gì? Cũng buôn bán ở Hà Nội ạ, bán hàng ở Hà Nội ạ. Vậy anh ha. Và rồi anh có mấy cháu hết? Có 5 cháu ạ. Có 5 cháu. Và cũng xây dựng gia đình hết cả rồi ạ. Vậy anh ha. Và dạ. Rồi công việc buôn bán làm ăn này kia của anh thì nó có được thuận lợi không? Và nói chung là mình thì cũng ngày trước thì bán, bây giờ con nó cũng lớn thì bán làm cùng với con. Thì bây giờ dụ mình mà có đi nơi khác làm ăn thì con nó đảm nhiệm hết. Dạ. Và vậy rồi bây giờ nếu mà lập gia đình và mà chị Sáu mà có nguyện vọng qua ở bên anh đó và thì anh có sẵn sàng để rước vợ về ở bên mình không?
Được, nói chung là cái đấy là thoải mái. Giả dụ nếu mà tính là sao cái gì nó hợp lý, giả dụ mình làm ở đâu cũng là làm, thì về bên này thì lại mở cửa hàng kinh doanh làm mà sang bên đấy, thì nói chung là cái đấy là để tính tiếp ạ. Nói chung là trước mắt là em hỏi bên anh trước, còn cái việc mà ví dụ như là sau này đôi bên á, mà gọi là có thiện chí với nhau mà thấy làm ăn ở đâu thuận lợi thì cái đó đôi bên bàn. Còn em với cương vị là người kết nối thì em cần biết bên anh trước. Em cần biết cái điều kiện bên anh nè, rồi cái việc mà vợ chồng đã ly hôn như thế nào nè, rồi đại khái là em phải cần biết bên anh trước. Đó thì gọi là vợ chồng thì có ly hôn này kia hẳn hoi rồi chứ ha. Hơn 3 năm rồi, ly hôn hơn 3 năm. Bởi vì là nó thông lòng ngày xưa lấy vợ thì cũng lấy sớm, chứ không tìm hiểu, mà hai là vợ lại bên hầu đồng, đồng bóng, thì là cũng công việc là nói chung là mình phải đảm nhiệm hết, thì mình họ đi đồng bóng họ không quan chuyến ở nhà, nhưng mà vậy và thế mà cái bỏ này chính xác là vợ là quyết tâm nó bỏ, bởi vì là cũng lên đồng bóng xong họ vui cái đấy là họ quên hết nhà, rồi nói chung là đi theo cái đấy là về nhà nói chung là họ cuộc sống vợ chồng nó không có tiếng nói chung. Thế là cũng vợ là tự nó làm đơn để nó quyết tâm nó bỏ mình. Vợ quyết tâm bỏ anh. Thật ra thì theo em nghĩ là cái lý do chính á, là cái lý do chắc là cũng không có hòa thuận, không có hòa hợp. Chứ còn cũng không phải vì cái công việc đó đâu. Theo em nghĩ là không phải đâu. Bởi vì là môi trường nào hay công việc nào thì nó cũng gọi là có người này người kia, giống như là bao nhiêu công việc khác thôi. Và thậm chí nữa là những cái công việc đó thì cũng cũng văn hóa cũng ấy, chứ cũng không có gì đâu. Ví dụ chẳng hạn như cái việc mà bài bạc này kia đó thì là em không có đồng tình. Việc mà phụ nữ đánh bài hoặc là phụ nữ chơi này kia thì em không có đồng tình. Còn ví dụ như là những cái công việc đó hầu đồng này kia thì theo em nghĩ cũng không có sao. Thực lòng là cũng nghĩ là thôi làm việc gì làm như về gia đình, nhưng mà cũng họ đi kiểu mê tín quá thì kiểu đúng là đi theo cái đấy, những cái thầy cúng rồi hát văn rồi kiểu người ta cũng gọi là đi với nhau thì nó thích nhau thì cũng nhiều vấn đề lắm. Vậy đại khái là vậy, là chắc anh cũng có nghi là có cái trong cái mối quan hệ của trong cái giới đó, nhóm đó ha, đại khái ha. Anh nghi vậy đó ha. Những đứa con của anh thì bây giờ là ở riêng hết à hay sao? Ở riêng ạ. Nó cũng gia đình có nhà ở riêng hết ạ. Vậy thì hiện tại ở nhà thì anh còn ở chung với cháu nào hay là anh ở thế nào? Có một cháu là nó ở cùng. Và thì nói chung là về tài sản thì chia thì là cũng như là ở tòa họ bảo là chia ba cho con một phần, thì bây giờ tạm thời là ở, nhưng mà bây giờ chỉ có chia mình xây ngăn là xong thôi mà. Vậy thì còn cái cuộc sống hiện tại của anh đó, thì ngoài cái việc tình duyên anh chưa có ra thì cái gọi là cái cuộc sống hiện tại thì anh có hài lòng với cuộc sống mà hiện tại mình đang có không? Nói chung là cũng mong muốn làm sao là giả dụ tìm được mảnh ghép thì mình đi làm ăn xa là tốt hơn. Còn mình ở quê thì nói chung là bây giờ mình có một mình mà đầu tư làm cái gì nó cũng nó thật là không có người phụ nữ nó cũng khó. Thì cũng mong muốn làm sao là mình tìm được ai giả dụ có điều kiện, hay là mình gọi là thương nhau thì chăm nhau thì là nó tốt nhất. Đại khái là anh cũng mong muốn có một người phụ nữ để hỗ trợ cùng công việc của anh và để phát triển anh ha. Chứ còn một mình anh thì anh nghĩ là không phát triển được ha, đại khái vậy ha anh ha. Hôm nay đó thì anh ngỏ lời đến chị Sáu, thì em cũng xin ghi nhận những cái điều mà anh mong muốn, thì em sẽ truyền tải đến cho chị Sáu biết.
Và bên cạnh đó đó thì anh có thể nói lên cái tính cách cũng như là sở thích của mình chút xíu để cho bên kia hiểu được không anh? Và tính cách của rất hòa đồng mà sống con người có tâm, có đức. Mới hay là mình hiền lành, chịu khó, làm ăn cũng không bài bạc, mà không bia rượu, không thuốc lá, không cà phê cái gì. Nói chung là chỉ ăn cơm bình thường là chỉ ở nhà chỉ nước lọc thôi. Nghĩa là mình không nghiện chè, không gì. Nói chung là chịu khó làm ăn mà cũng hiền lành, mà cũng nói chung là vì cha mẹ ngày xưa cũng hiền lành, con cũng kiểu là theo dòng dõi cũng... Yeah. Và... Nói chung là sống cơ bản anh ha. Và... Rồi theo cái nguyện vọng của anh thì nãy giờ em trò chuyện thì có vẻ như là em xin nêu lên cái quan điểm của anh coi có đúng như là anh mong muốn không anh ha. Và... Nghĩa là đối với anh bây giờ đó thì công việc hiện tại thì anh cũng không có hài lòng với công việc hiện tại cho lắm. Và... Và anh rất là mong muốn là kết nối được, trước mắt là kết nối được với chị Sáu. Và để hỗ trợ cùng công việc với chị. Và và cái điều kiện sống thì theo em nghĩ là chắc là anh, bên anh cũng chưa có thực sự là nó gọi là thuận lợi lắm để mà rước vợ về bên anh thì nó không thuận lợi lắm. Và không biết em nói vậy thì có đúng không? Đúng ạ. Thì nói chung là mình cũng nên cho nhau biết. Và... Để đôi bên hiểu. Và... Nếu ví dụ như mà thật sự yêu thương nhau thì cái việc ở đâu hoặc này kia thì cũng không quan trọng lắm. Và... Bởi vì khi mà chị Sáu, nếu mà cái điều kiện bên chị Sáu tốt hơn thì chị Sáu cũng chẳng về ở bên anh làm gì cho cực. Và... Đó, và... là em, đó là em nói thiệt. Và đúng. Thì cái việc nếu mà thật sự thương anh thì là chị Sáu kêu anh về sinh sống và làm việc bên chị Sáu thì em thấy cũng được chứ không phải là không được. Và... Nhưng mà tốt nhất là mình trao đổi để đôi bên hiểu được cái điều kiện sống hiện tại của nhau để mà xử lý sao cho nó phải. Và cảm ơn. Nếu ví dụ như ai đang còn tha thiết cái chuyện mà điều kiện này kia thì đương nhiên là họ sẽ không có chọn anh, bởi vì là do cái điều kiện của anh nó cũng có một cái phần gọi là nó hơi hạn chế. Còn nếu ví dụ như ai cần một con người hiền lành thì không quan trọng đến cái việc mà điều kiện thì lại là chọn anh. Có nghĩa là em nói theo cái quan điểm cá nhân thôi nha. Còn nếu ví dụ như anh thấy không phải thì anh cứ phản bác lại cái ý kiến của em. Không sao ạ, không sao, cái đấy đúng rồi. Và bởi vì nói thật lòng, ai đến cái tuổi này thì mình mong muốn làm sao có người bầu bạn để chăm nhau, hay là lo bảo cùng làm một ăn thì nó tốt nhất. Còn cái gọi là cái tay nghề của anh đó thì anh Thuận có tay nghề gì không? Nói chung là ngày trước cũng đi buôn bán rồi cũng bán hàng Hà Nội, thì nói chung là cũng con người cũng nhanh nhẹn, cũng chịu tính toán, chịu khó làm ăn. Và có nghĩa là anh cũng có từng buôn bán này kia anh ha. Và Cho nên là trong cái việc buôn bán này kia thì anh có tự tin rằng là anh có thể gọi là giao thiệp và buôn bán tốt không? Nói chung là ngày trước buôn bán là cũng đi nhiều tỉnh lắm. Nói chung là đi giao hàng đấy, giao hàng của bên vật liệu xây dựng đi nhiều tỉnh. Cũng buôn bán, cũng làm ăn cũng bao nhiêu năm rồi, trong mới quay về Hà Nội để bán hàng ở trên Hà Nội. Nói chung vợ chồng nó không ở với nhau được thì bây giờ bảo thế nhường cho con nó làm, nhưng mà mình cũng làm cùng ở đấy. Nhưng mà nói chung là bây giờ thì muốn là cũng mong muốn là để tìm mảnh ghép yêu thương để gọi là yêu thương cùng làm cùng ăn ạ. Nói chung là khi lên chương trình thì em nghĩ là điều quan trọng nhất là mình tìm được người phù hợp với mình. Phù hợp với mình và biết trân trọng mình. Và mình cho một nửa bên kia biết được cái điểm mạnh của mình. Cũng đồng thời cho bên kia biết được cái điểm yếu của mình luôn. Để bên kia, nếu ví dụ như mà bên kia thấy điểm yếu của mình không phù hợp thì để đỡ mất thời gian cho cả hai. Thật sự mà nói là vậy.
chứ không phải rằng là mình cứ e sợ là người ta chê mình thế này thế kia, không có phải. Mà điều quan trọng nhất là cái cuộc sống thực và cái sự bày tỏ chân tình là cái điều quan trọng anh. Chứ không phải là mình có điều kiện thì mình mới lấy được vợ đâu. Bởi vì nếu mà nói vậy thì những người không có điều kiện không lẽ rồi người ta không có quyền lấy vợ sao? Và ai cũng có quyền hết. Điều quan trọng nhất là tìm được người phù hợp. Anh ha. Và có nhiều người thì là chẳng hạn như là cũng có điều kiện nhưng mà họ thấy được cái tính cách ví dụ như là phách lối hoặc là có cái tính cách kiêu ngạo hoặc này kia thì người ta cũng chẳng thèm. Thật sự mà nói là vậy, người ta cũng chẳng thèm. Nói cái ông đó kiêu ngạo quá hay là ông đó nói chuyện phách lối quá thì người ta cũng chẳng thèm lấy cái ông đó, cho dù ông có điều kiện người ta cũng không sợ. Người ta cũng sợ, người ta không thấy. Nhưng mà đôi khi ví dụ như là mình không có điều kiện nhưng mà mình bản chất hiền lành thì an toàn, người ta lấy mình người ta cảm thấy an toàn. Hôm nay đến với chương trình thì anh cứ nói lên hết cái nguyện vọng của mình, cái mong muốn của mình, để rồi đi xa mà chờ tới 4 ngày là bây giờ không nói là uổng lắm á. Và thì cũng mong muốn là sao là vì vào nhờ Tuấn Vĩ là trước mắt là giúp cho lên chương trình để kết nối, với hai là mong sao tìm được người cùng làm cùng ăn để lo cuộc sống. Và chứ còn anh thì cũng sống hòa đồng mà hiền lành mà cũng chịu khó, cũng thuần tính lắm, nói chung là chịu nhịn lắm. Cuộc sống mình ở phương diện nào mình cũng gọi, nói chung là mình một điều nhịn thì chín điều lành, nhưng mình cứ nhịn đi là ổn. Mà hay là mình lúc nóng thì mình nhịn, xong là dù xong lúc mình khác mình tham gia thì nó là ổn thỏa hết rồi. Bây giờ em đặt ra hai cái tình huống như thế này để anh Thuận tham khảo ha. Thứ nhất là anh bày tỏ đến chị Sáu thì đương nhiên là trong cái cuộc trò chuyện này em sẽ gửi tới cho chị Sáu xem. Đó là cái điều mà mục tiêu thứ nhất. Thì nếu ví dụ như đôi bên mà thuận tình hợp lý thì chắc chắn sẽ có sự phản hồi tốt của từ chị Sáu và đôi bên sẽ kết nối với nhau. Còn nếu ví dụ như là phương án 2 và lỡ chị Sáu cảm thấy rằng là anh không phù hợp mà chưa phải là cái duyên của nhau, thì nếu một cô gái nào đó lại thấy anh Thuận hiền lành và muốn kết nối với anh Thuận thì anh có mở lòng để cho những đối tượng khác, những cô gái khác là kết nối với mình hay không? Không, nói chung là theo anh nghĩ là mình xác định người ta gọi là đi về một hướng. Dù giờ muốn xem chương trình của Sáu thì đã thấy mến, muốn kết nối yêu thương thì cứ nhờ Tuấn Vĩ kết nối giúp cho chị Sáu. Còn nếu mà giả dụ một thời gian giả dụ chờ đợi hay như nào ra mà đến lúc với nhau là cái tốt, mà cái không có thì tính sau, chứ còn bây giờ trước mắt là cũng chỉ đi về một hướng thôi. Đúng là tính sau. Chứ không, mình không nói bây giờ, nhưng mà mình nói đến phương án 2 là lỡ mà khi mà em gửi cho chị Sáu xem mà chị Sáu phản hồi rằng là Tuấn Vĩ ơi, chị thấy anh Thuận không hợp, ví dụ là như vậy đi. Thì đương nhiên có thể là trong vòng 1-2 ngày thì đã có cái phản hồi đó rồi. Thì những cô gái khác mà thấy anh thì các cô gái khác lại muốn kết nối, thì ý em hỏi là anh có mở lòng để cho những cô gái khác kết nối hay không, hay là anh xin dừng lại luôn hay sao, đại khái vậy? Thì nói thực lòng là bây giờ mình lên chương trình thì cũng là cái ước nguyện như thế. Nếu cái duyên mà nó được là tốt, mà không được thì mình cũng lại có hướng của mình, chứ còn bây giờ thì thôi mình gọi là tùy duyên này. Thì ý em là em đang hỏi cái vấn đề đó đó. Thì nếu vậy thế này thì theo như lẽ thường diễn ra đó, thì là nếu ví dụ như mà bên chị Sáu mà không thấy phản hồi tốt thì đương nhiên trong vòng tháng vài tháng gì đó thì không thấy động tĩnh gì, thì có ai đó muốn kết nối với anh thì em ghi nhận và em sẽ gửi cho anh xem, anh Thuận ha. Trong buổi trò chuyện này thì anh Thuận có muốn bày tỏ thêm điều gì nữa không? Thì anh cũng chỉ nói là anh
cũng người hiện nay 12 chiều cao là chỉ được có 1m68 thôi. Yeah. Mà nặng cũng 68 cân. Đấy, mà yeah. là tuổi cũng là sinh năm 68. À. Thì cũng mong muốn là chương trình trước mắt là nhờ Tuấn Vĩ giúp cho mắt tay để kết nối yêu thương được thành công. Yeah. Hay là chương trình thì tôi có gọi là tính cũng hay giao lưu văn nghệ thì cho hát một bài cho nó. À vậy đó ha. Dạ dạ dạ. Ok anh. Hoan nghênh. Vậy thì mà. Anh cứ tự nhiên ha. Vâng, trước mắt là xin cảm ơn Tuấn Vĩ, cảm ơn bạn nghe bài hát về áo mới Cà Mau ạ. À. Và dạ ok anh. Và nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam, ngại chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy nơi. Suối mái trèo sông Ông Đốc, đêm trắng kim tới chợ Cà Mau. Xuồng ghé ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đầm rơi, nghe ai ru câu ơi hời, thương em đừng để duyên nợ thời, tội nghiệp ghé xim sắt tim tôi. Chừng nào về Lam Can, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mối kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai một Cà Mau em nên, tuy út mà xưa xoan đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình em một hương, duyên dáng mời khách là ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Xin cảm ơn. Yeah. Cảm ơn. Và... vậy là anh cũng có tinh thần văn nghệ ha. Và... yeah, cũng yêu đời ha. Và... yeah. Nói chung là trước mắt thấy anh mà yêu văn nghệ này kia vậy thì chắc là cũng không có ưu phiền lắm trong cuộc sống hả? Và nói chung là ở ngoài Bắc thỉnh thoảng cũng đi hát giao lưu rồi hát đám cưới. Nói chung là cũng cứ tinh thần mình cứ hát cho nó vui. À, và... dạ. Ok anh, rất là hoan nghênh. Và... dạ. À, vậy thì em cũng không biết nói gì hơn là chúc cho anh... luôn gặp may mắn. Và còn cái việc mà bày tỏ với chị Sáu thì chúng ta sẽ chờ đợi xem cái phản hồi của từ chị Sáu. Và rồi có tin vui gì thì em sẽ báo cho anh biết anh ha. Và dạ. Rồi vậy bây giờ trước khi khép lại buổi trò chuyện hôm nay thì anh có muốn bày tỏ điều gì thêm không? Dạ dạ. Và thì thôi gọi là anh ở ngoài Bắc và thì có tí quà sâm à. Để gọi là em dùng sâm để cho nó gọi là có sâm người nó hỗ trợ nó khỏe. Dạ, tinh dạ thần công ha. Việc và dạ, rất là cảm ơn món quà của anh nhiều. Và dạ, hổm giờ thì em cũng nói trên cộng đồng là và anh chị tới với chương trình thì cứ thoải mái thôi chứ em cũng không cần phải quà cáp này kia. Và nhưng mà dù sao thì anh đã đưa đến rồi thì em cũng và không thể từ chối được. Và dạ. Rồi vậy một lần nữa xin chúc cho anh có một chuyến đi thật là ý nghĩa anh ha. Và phải nói rằng là quá quyết tâm luôn. Và thì nói cũng trước mắt là nó xa thì bay nó cũng nhanh, nhưng mà cái thôi cứ vào đây là trước mắt là mừng nhất là gặp được Tuấn Vĩ lên sóng để tìm mảnh ghép là mừng lắm. Yeah. Thì chung là thôi trước khi đầu chương trình chúc Tuấn Vĩ một ngày mới là vui khỏe trẻ đẹp, làm các công việc thiện nguyện và công việc tìm mảnh ghép cái nối yêu thương là mọi việc tốt đẹp may mắn nhất ạ. Dạ. Và cũng xin chúc cô dì chú bác anh chị em với cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước là một ngày là vui khỏe trẻ đẹp mà mọi việc thành công tốt đẹp nhất ạ. Dạ. Và rồi ok anh nha, cảm ơn anh nhiều. Và xin chào ạ. Rồi ok chào anh. Và rồi. Rồi anh nhớ cái tiếng anh nha. Và rồi anh ra ngoài cài cái micro cho cái người tiếp theo dùm em nha anh nha. Và rồi dạ, cảm dạ, ơn ạ. Dạ dạ ok. Và chào anh. Và dạ bye bye anh. Và chào anh.